Ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây. Lên chốc biên cương trên khắp miền Hà Giang. EOP no. Uống đi. Bây giờ sẽ Hà Giang biên giới. Vâng, đấy em chưa nghe hát. Phiên nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Hai anh đọc thơ. Tất cả mọi người cũng nói rồi. Còn mỗi chủ kênh thôi. Và chưa hát. Sao máy này, tối là cửa đâu Hà Giang biên giới nào? Anh biên giới đâu? Thằng hát đã. Rồi theo lượt. Và thực ra chuyên ngành không đá, không đá bóng. Anh Nam hát rồi, anh Hải hát rồi, bây giờ anh Thắng đọc thơ. Không để em nói chuyện nội bộ, em không hát. Vâng. Không ai được. Mang giấy, mang bút thì đánh em nữa. Mang giấy, mang bút thì đọc thơ. Thực ra như này, vâng. Để giải thích chút là học thì là học họa, nhưng mà hát thì nó giờ chưa hát bao giờ. Thì luôn, chưa ai thì hát luôn. Đấy, nếu mà hát thì chỉ hôm nay lần đầu tiên Nguyễn Tất Thắng sẽ hát một bài. Đúng rồi ạ. Đúng rồi anh ạ. Vâng ạ. Nếu mà Nguyễn Tất Thắng hát bài ấy thì do anh Hoàng Nam. Nguyễn Tất Thắng hát bài thực ra là không biết hát bài gì cả. Bây giờ xem và mọi người xem hát bài của tôi ấy, nhóm hát viên ấy. Theo Mạnh thì anh Thắng nên hát bài nào Mạnh? Có Hà Giang nguyên tuổi không? Để không nghe nói này bây giờ cái chúng ta bây giờ như này thôi, Khang để anh Thắng cắt lời thì anh Thắng sẽ hát. 12 năm ở chợ Tình Khâu Vai. Đấy, ngày xưa đi làm cán bộ văn hóa ở Mèo Vạc, gọi là nghe được thôi là cái bài đi chợ Tình Khâu Vai. Nốt nào? Đang 12 tháng. Thực ra là bài này thể hiện đầu tiên trên mạng xã hội. Chưa bao giờ dám hát cả. Nếu mà nó có cái gì xúc phạm mấy người sáng tác, nếu có cái gì mà nó xúc phạm mấy cái người sáng tác cái bài hát này ấy, thì nó cũng phải thông cảm cho. Tại vì là thứ nhất là uống rượu vừa rồi, thứ hai là giọng của Thắng nó giọng nó nhưng mà để hát thì nó không phù hợp. Đấy, cho nên là các bác ở trên mạng xã hội là đừng có ném đá. Mong cho các bác thông cảm cho nhé. Cho nhưng mà phải nói vậy. Thắng ơi, cái giọng hát ấy là không phải cái người sinh ra để hát, và có nghĩa là đi làm chợ tình quá nhiều nên là nghe được cái bài hát đấy thì thuộc thôi. Nên có thể là dạng như đọc. Mong các cái nhạc sĩ mà sáng tác ra cái bài này ấy là cũng thông cảm cho. Đấy. Bây giờ em vào không biết rồi tiếng hai mà khán giả chưa kịp nghe. Có phải cùng tặng hoa kia. Nghe nghe. Anh Hải thay em tặng hoa trước anh Thắng nhá. Có anh Hoàng Nam ở đây là một kênh rất là lớn. Và một người không phải đi nguyên ở Việt Nam mà đi cả ra nước ngoài rồi, đã có quay ở nước ngoài là rất nhiều rồi. Anh Nam gặp bác Ngàn Ngạn, bác Ngàn Ngạn cơ. Quảng bá về hình ảnh con người Việt Nam và những cái mà thực sự là về khám phá là gần như là ít người biết được và ít người đến tận nơi được, thì hãy xem qua những cái thước phim của anh Hoàng Nam. Tôi không cần ông quảng cáo, tôi ông hát đi, mệt quá. Nãy giờ cầm máy mỏi tay quá rồi này. Tôi hát đi. Tóm lại là thô sơ. Cái trình bày mãi mà còn chờ mỗi giọng ca chưa cất tiếng. Không, còn anh em nó là theo chiều kim đồng hồ. Nào bây giờ có hát không, không có đổi tên thành họ lươn đây này. Mà ông chủ kênh là ông lại bảo giới thiệu là kết thúc lâu lắm. Bây giờ em xin phép được hát nhá. Tại vì là
chẳng mấy khi được anh Hoàng Nam anh cầm máy anh quay. Cái độ mà nét với cả bắt hình mà kém ấy thì là tại anh Hoàng Nam. Xin được hát cho khán giả và bạn Hân chủ kênh một bài hát của về chợ tình Cầu Vai, nơi Thắng đã cống hiến hết tuổi trẻ đó, đó là Mèo Vàng. Bài hát xin hay đi chợ tình Cầu Vai. Trong tràng vào đây để cho ông nói mình quay mình kiểu cũng tâm lý nào nào nào. Tay em sẽ hết mùa lạnh, lòng em đợi đến mùa đào. Sớm đến chợ Khâu Vai, sớm đến chợ Khâu Vai. Anh ở đâu, ở đâu? Sơn Vĩ hay Thượng Phùng, Lũng Cù hay Sùng Trà, Sang Chu Phìn hay Sùng Mang. Anh ơi, hãy vượt thác Ba Ba, đi qua cầu Tràng Hương, vượt qua Mã Pì Lèng mà đi chợ với em. Một năm 12 tháng chợ họp có một lần, ở thung lũng đồi thông đến gặp nhau anh nhé, đến gặp nhau em nhé, em nhé. Mạnh ơi, anh bảo này, thật ra thì là anh phải là kể cả anh nhiều tuổi hơn em thật, nhưng mà anh phải tôn trọng em, bởi vì là sao? Bởi vì cái công hiến của em. Anh em mình đã ở với nhau thì ở đây này là không quan trọng cái việc mà anh ơi, anh bảo lại anh cũng tôn trọng cái kia thì công hiến nghe nói lại đúng không, cái giọng hát rồi anh tôn trọng cất lên đó. Anh đừng tại sao anh nói chuyện cất lên đấy, em nói ra rồi tại sao anh Nam anh không nói gì mày nhỉ, em biết không nhỉ, anh Nam hiểu em biết không nhỉ, anh Nam đang theo vòng mà. Đúng rồi. Em đang tiến này để cho chụp quanh cuối và đến dùng mình phiền đi. Không, đến mình nhường cho anh Mạnh đi. Không, nhanh rồi. Lên anh Hải ơi. Nó chỉ người khổng lồ. Em thì tôn trọng cái cống hiến của các anh và các em, nhưng mà thôi thì bởi vì cái sự tôn trọng đấy nên là em xin phép được hát trước Mạnh. Đúng rồi. Anh Nam hay là em hát bài Người Nhớ Công Minh nhỉ? Được. Đúng hát luôn, được. Hát luôn, hát ngay, hát đây. Bài nào mà em cảm thấy mình là chính mình. Và em Mạnh thì em xin gửi đến mọi người và ca khúc Nỗi Nhớ Cao Nguyên. Đúng không? Đó đấy. Đúng bài đấy không? Chuẩn mà. Hát đi Mạnh, chuẩn bị bài Mạnh nhá. Mạnh. Thật ra buổi hôm nay là một buổi giao lưu của các anh em thì là nó cũng một chút tiêu táo và người thông cảm. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chờ đợi. Mấy lang thang đại ngàn, con suối về đi hoang. Rồi đi xa thấy nhớ, nhớ cao nguyên chạy. Anh nghe sai lời đấy, mày dí sát đấy.
đêm rượu cần men say, tôi như say tiếng cồng chiêng, tôi như say hương cao nguyên Đại Ngàn, tôi như say đất đỏ Ba Gian. Thực sự là anh Nam ạ, hôm nay Trang Trang đưa cam quá gần đấy ạ. Mối hơi thầm em gửi ba nghe đưa cho em đưa ông béo thì Trang lại cướp của cướp là làm calamen của ông béo. Cái gì repeat em ơi, bình thường em đi quay với anh ạ, thì thật ra thì là chính tay em cầm cam luôn mà em còn nhiều khi em còn nói không nên lời. Hôm nay phong có đưa trực tiếp mà. Em không nói gì. Thôi thì thôi thì không người tiếp theo. Trang Trang nó làm anh không hát được thế mà. Thôi em uống coi như là chúc mừng, chúc mừng chúc là sức khỏe toàn thể anh em cũng như quý khán giả đang theo dõi kênh Cực Bắc TV. Và cảm ơn Hân đã tổ chức cái bữa tiệc cái hôm nay. Không bữa ăn đơn giản đấy ạ. Đây là bữa ăn đơn giản người vùng cao. Bởi vì anh Hải ạ, đây là em qua đi quay về rồi thì em giới thiệu chút, có mỗi vịt quay này, vù lưu chân dài này, cá sông nho quế và rau bí, bí ngô nha nhá. Bí trồng ruộng ngô là bí trồng ruộng ngô nó là bí ngô. Nói chung là và món rau cải mèo. Hiếu đây anh ơi. Nói chung là ba chỉ quay dài này mới gọi là đặc biệt không vùng cao với đấy. Đấy là một đặc sản. Nói chung là ngày mai thì các anh Thắng với Thắng có xin gỡ video kênh video mai em chuyển kiếm tiền xin gỡ video. Đâu, em quay em ạ. Ở đây quay. Vâng. Anh nhưng lúc này là lúc anh vui, anh của anh em mình nên cứ phải đăng lên đấy là đấy mới là cái vui. Nghe hiểu mạnh mấy các em nhỉ? Vâng. Dừng giả hay như nào đấy? Nói xong rồi nhá. Bắt tay. Em cảm ơn anh Hải đã quay cho em phim giá nhá. Anh Quang Hải nha anh em nhá. Từ nãy giờ nghĩ mỉm với ông anh em quay làm cao nguyên. Thôi cho anh ạ. Thôi mang đây để phép em quay cho nó chuyên nghiệp phim nhá. Vâng, đúng. Phim hát bài hát tiếng Mông, hát tiếng Mông. Đúng rồi, bạn hát hát tiếng Mông. Em nghĩ là nên để anh Mạnh không hát gì không. Bây giờ anh em hát tiếng Mông đi, hát một bài bản sắc đi. Đúng rồi. Hát tiếng Mông, các bạn em rất là ủng hộ. Nên là anh được thôi. Đúng không em? Buổi live show, không phải live show. Như Khương Dừa nói là buổi gì nhỉ? Cơ quan em live chim, không phải live chim. Nhưng mà đi chọn thí sinh ấy nhỉ? Buổi casting. Buổi casting để tham gia The Voice cao nguyên đá rồi mà. Sẽ theo quy tự là bây giờ là đến thịt. Thịt hát bài tiếng Mông. Thật ra thì hôm nay thì cũng là có rất là nhiều người. Thôi mày đừng quay anh làm gì em, quay phim như kìa. Thì có cả anh Nam, anh Thắng và rất là anh Mạnh nữa. Anh Hải rất nhiều người thì cũng xin góp vui. Với mọi người thì có lẽ là tiếng Việt ăn nhiều măng quá nên ngon đấy. Tiếng không có nhiều rồi thì chưa làm gì mấy bạn khác hát mấy câu cover thôi. Vì tiếng Mông cho mọi người để chúng ta cùng giao lưu. Đúng rồi. Okay. Bài tiếng Mông này nó hơi cao. Hơi học cao nữa mà. Hơi cao thế này em xin phép được đứng. Lấy cái giấy dọc nhá. Lấy sao chắc là để xem có kéo được không? Nhưng kéo em phải cố nhá, không em nhá. Đấy là anh Hải em lấy âm thanh phối khí rồi anh. Được đấy nhá. Có thể cho bạn ấy tiếng Mông là cần phải thi viên đi và hát không nghe được. Có anh Mạnh với tất cả mọi người thì cũng là anh em có 500 nghìn người đang xem thì em cũng xin phép được tặng một vài lời thôi là đuổi bớt đi. Bài này thì là bài 4 năm trôi qua đấy, dịch ra là 4 năm trôi qua thì hát bài tiếng Mông, bài cũng là một bài tiếng Mông.
hát không hay thì cũng mong là cũng không phản tới nhiều người. Bỏ qua quảng cáo. Mọi người hung Yo to ke wanai Tia to ke shinu La jau li ya yu Tao yi to ke Sa ku ya ti to ka Mu pi du cha Hu ben jau ke Tu du yi jau Yo ti tao ư cho kê si nu đua mùa bùa thâu y chạy cù yo chi cho có mu đau lùa tờ kia yo nhóa bao lì cha yo là thia bay có đau yo ua có tàu có lo ua cố tu. Alo. Hát cái tiếng Hàn Quốc đi nhỉ? Hay. Không tiếng Lào. Anh là giống như trái tim mùa thu anh. Có thể là em để chúc mừng là xuống cái phim nha. Nghe cũng không hiểu nhưng mà em có quen cái em làm đấy. Không. Hai ba xuống cái phim. Tôi bây giờ anh em mình đâu ăn đi. Nắng đông nguyên mạnh là đúng đúng nguyên bỏ qua không, nắng đông nguyên đi mẹ mẹ bỏ qua còn nắng nguyên sẽ đại diện ông video đang hơn tiếng rồi đấy. Ờ, chúc sức khỏe tất cả mọi người. Ô cảm ơn anh Hải nhá. Rồi anh ơi, rồi anh ơi, kém kém đi, kém kém nhiều quá. Hello chủ tịch. Đây dạo này chủ tịch chửi em hơi nhiều nhá. Không biết thế nào nhưng mà mẹ này thì... Rồi lặp nhá, chủ tịch chửi em hơi nhiều ấy. Rồi dịch ra thì... Như nào 4 năm rồi, như nào 4 năm chờ đợi. Đi Hà Giang chơi anh ơi. 4 năm trước qua, cũng cả 4 năm trước qua mà. Ông này ông ngồi tưởng lại xảy ra một cô gái. Rất đẹp. Đi Hà Giang đi, đi Hà Giang vẫn kịp mà. Như kiểu bây giờ mình 4 năm trước thì với nhau cũng ở trên bảng. Đi về Hà Giang đi mà kịp đến vẫn kịp đấy phố chẳng hạn đấy về quay trở lại thì biết từ 4 năm chẳng hạn chửi em hơi nhiều thế cô gái này là đi về theo đây lấy chồng đây không giống như kiểu cho chủ tịch nói chuyện là nắng cao lên hiện nay cho bạn chém gió với cả Mr. Hải bắt chào anh Hải nhé. Ui rồi lên Hà Giang chơi anh vui lắm anh ạ. Nữa giờ lại hơi dài mạnh mạnh hát đi ở cá lủ anh ạ. Đây anh em tất cả anh vui lắm em nghe bài gì cho anh nghe. Anh Hải anh Hải thích nghe bài gì nào? Live show ấy. Mạnh mạnh trả lời. Anh Hải ơi, giờ đến tiết mục nắng công nguyên hát. Anh nghe nắng công nguyên hát nhá, chịu khó nghe tí. Nào hát đi. Mr. Lam hát rồi, Thắng hát rồi. Sùng Mỹ Phi hát rồi, giờ đến nắng công nguyên. Đứng dậy đi. Có anh Hải tự nhiên bây giờ lại run. Ôi anh Hải. Thì hôm nay thì cũng xin được gọi là như nào được câu ca tiếng nhạc không tự nhiên lại khó nói quá đấy máy quay tự nhiên bị hồi hộp anh ạ đấy anh lại anh ra thì cũng bây giờ thì đến gọi là đến lúc mình thì cũng xin được gọi là phô cái lời ca ra mình của mình ra một tí thì cũng xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả cũng như tất cả anh em ở trong cái buổi party nhỏ ngày hôm nay. Mình thì là một người sinh ra và lớn lên ở huyện Mèo Vạc thì cũng xin được hát một bài của quê hương đó chính là bài Chiều Đông Mèo Vạc. Vâng. Bắt đầu mọi người nói cái để lấy tinh thần ạ. Không tinh thần là phải quá đúng rồi anh Hải. Tinh thần là phải cái này. Tại sao thay mặt 540.000 người đang xem thì chủ tịch mời có bông hoa hoa tươi thắm hoa ngô bồ hoa tươi thắm để tặng em bài mới hơi thật dài anh ơi thật dài yêu em ấy là anh quảng cáo lâu quá click để mà có quảng cáo yêu em ấy là anh muốn yêu em dài lâu nâu gì anh nâu nâu
nâu xám hay nâu đậm hay nâu gì? Nâu đá không được. Nâu đá không được. Yêu em anh muốn yêu em dài lâu. Yêu em nhưng em đậm sâu. Em cảm ơn anh. Em tưởng phải luồn tay qua nhau uống. Kinh khủng. Thực sự là cũng hôm nay lần đầu tiên phải nói lần đầu tiên thì Nàng Cao Nguyên hát trước máy quay thực sự rất là run. Thôi thì tôi vào vào vấn đề chính luôn mọi người ạ. Mắt chích chách theo một tí thì tin hơn. Tôi về thăm mèo vạc một chiều đông, huyện xa xôi đứng đầu nơi biên phương, gió lạnh buồn mẫn mang núi đá tai mèo, rừng đá chập trùng, rừng đá chập trùng, đá trước đá sau nhìn thôi anh để em tự tin mai có động lực mà gọi điện thôi thôi tiếp núi đá chập trùng mai anh kiếm được nhiều tiền thưởng mà răng luôn. Đá trước đá sau rừng nuôi đá nuôi bao người khôn lớn, xây ra trên đá chết nằm trong đá vẫn anh mình vượt khó đi lên, để hạt ngô thêm hạt thóc thêm nhiều. Hỡi anh điền vừng sáng lung linh, cho trẻ thơ tới trường, cho trẻ thơ tới trường học thêm cái chữ, cho bớt đi nghèo đói, cho bớt đi bệnh tật. Thôi được rồi. Thôi bỏ bỏ. Thôi đoạn này mình xin lỗi. Xuất hiện. Bây giờ thì Thổ Địa với mời ý kiến cả nhà mà hát một bài về Hà Giang và Thổ Địa xin hát một bài đúng không? Cả nhà sẽ đồng ca bài có thể là Hà Giang ơi hoặc là Hà Giang quê em tôi. Không thì mình sẽ phải Hà Giang quê em tôi đi nhỉ. Ok. Ok. Vùng cao của ngày xưa đến bây giờ nhỉ. Cho anh nhanh là bản ca. Nắm đi. Thôi anh hát hay nhất bàn. Ai về thăm hai ba, ai về thăm quê hương tôi, nơi biên cương là đây, có dùng những nơi trên không trời, đây Hà Giang quê chúng tôi, một vùng cao về xây xây đời mới, thắm tình nghĩa miền xưa về miền ngược. Anh ạ.
không phải quảng cáo, đăng thẳng luôn. Trời ơi, hơi bị đẹp sai đấy. Nào uống đi. Uống mạnh uống nhanh. Xong rồi. Xong rồi. Xong rồi. Em video buổi giao lưu của các anh em YouTuber thì có anh Hoàng Nam và anh Nguyễn Tất Thắng như là bạn Mạnh Nắng Cao Nguyên và một người nữa. Fan fan. Tên tiếng Anh em chưa hiểu rõ. Fan fan. Tên tiếng Anh gọi fan fan là PSO. Em một người em rất tối là thân với lại em, đó là em Sùng Mỹ Phìn. Thì xin được kết thúc mọi tại đây ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Cái dừng nhanh một tí rồi cũng kết thúc được 2 quảng cáo. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi clip. Xin chào các bạn, đừng đáng xứng đáng có người người yêu khi mà xem đến dây này. Xem đến dây phút này chắc là một cực hình rồi đấy. Có vô trời. Xin các bạn đừng có đập phá TV. Đấy, đập phá điện thoại ngay rồi. Anh ngửi mắt vào. Thế ta đem. Nó mới là